Xin chào các bạn, hôm nay Kim Bảo Audio xin giới thiệu các bạn cái EV230F của Bosa. Đây các bạn, logo đây. Thì cái EV này nó có 64 cần giúp cho các bạn có thể tùy chỉnh được cái âm trung, âm bass hay là âm cao, hoặc là cắt những tần số nào các bạn thích. Ví dụ như khi mic của các bạn hú thì các bạn hãy ngắt cái tần số 4K này xuống. Đây. Thì nó sẽ giúp cho cái dàn âm thanh của bạn hay hơn, cũng như là tùy chỉnh được hơn, tùy chỉnh được ở nhiều cái không gian khác nhau, chứ không thể lúc nào mình đi show mình cũng có thể nào gắm máy tính vô chỉnh thì rất là cực. Thì nhờ cái EV này thì các bạn có thể tùy chỉnh được thoải mái, nó rất là chi tiết, tới là 64 cần gạt thì các bạn tha hồ chỉnh. Thì để cách nối của nó như sau, thì các bạn từ cái van số hoặc là các bạn mixer của bạn vào cái EV này, sau đó bạn ra và xuống đẩy đây các bạn, rồi đẩy ra loa, rất đơn giản thì xong. Bây giờ mình sẽ mở test thử các bạn một bài ha. Chiều ngồi bên sông nhìn con đò chờ mong, chuyện đời tôi kể như vẫn còn ngủ mê. Giữa mỗi ngày qua sông tôi gặp cô gái đưa đò, dòng hò thiết tha đò tình đưa qua đã lòng. Tình yêu càng đậm sâu, phần nghèo hai đứa bên nhau được gì đâu. Tôi hứa rằng tương lai sẽ giàu xây mỗi riêng đồng, ngậm ngùi bước đi hẹn ngày phú quý. Trời bày hoan trái cho đôi vòng lễ cây, đâu đó còn ngắm nghe câu hỏi hả hôm nào, ngậm ngùi bước đi lễ chào mẹ. Thì khi mà các bạn mua về, các bạn lưu ý là các bạn phải gạt những cái cần này lên nha. Nếu bạn gạt xuống nhẹ thì nguyên cái dàn của mình nó sẽ không có tác dụng, thì âm thanh bạn các bạn lên nó cũng không hát được. Các bạn lưu ý nha. Đây có thể chỉnh lớn nhỏ được. Đây. Ngày qua sông tôi gặp cô gái đưa đò, dòng hò thiết tha. Rồi muốn bắt lớn thì bạn gạt bên này lên, chấp lớp bên này, âm trung vào đây. Thử nhé. Tình yêu càng đậm sâu, phần nghèo hai đứa bên nhau được gì đâu. Tôi hứa rằng tương lai sẽ giàu xây mỗi riêng đồng, ngậm ngùi bước đi hẹn ngày phú quý. Xin cảm ơn các bạn đã coi video.
Những thông tin về cái EQ này thì các bạn có thể truy cập link vào dưới mô tả hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình của bạn để có giá bán tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn.